Không ai có thể ép buộc chuyện nhân quả được cả. Bác bỏ nhân quả, không thừa nhận nhân quả, đó là điều vô cùng nguy hiểm. Vì vậy quý vị chớ nên không tin nhân quả. 18. Quỷ vương chủ xúc, chúa quỷ, cai quỷ xúc vật. Vị quỷ vương này cai quản hết thảy các loài vật nuôi trong nhà. 19. Quỷ vương chủ cầm, chúa quỷ, cai quản loài chim. Vị quỷ vương này cai quản tất cả chim muông. 20. Quỷ vương chủ thú, chúa quỷ, cai quản loài thú. Ở trên có đề cập tới chủ xúc quỷ vương. Vị chủ xúc quỷ vương chuyên quản xúc vật. Xúc là xúc vật, gồm có những xúc vật nuôi trong nhà, gia súc, và xúc vật sống ở đồng hoang, dã súc. Còn bây giờ là nói về quỷ vương chủ thú, tức là vị chúa quỷ chuyên cai quản thú vật. Thú thì đa số là thú vật sống ở nơi hoang dã, dã thú, chứ không có thú vật nuôi trong nhà, gia thú. Ở phương đông có núi Lưu Ly, trên núi này có vị quỷ vương chủ thú. Thế ông ta cai quản những loài thú nào? Đó là loài cọp, thỏ và rồng. Ở phương Nam thì có núi Pha Lê, và vị quỷ vương chủ thú ở đây cai quản rắn, loài rắn, ngựa và dê. Ở phương Tây có núi Bạch Ngân, vị quỷ vương của núi này cai quỷ loài khoản, cai quản loài khỉ, gà và chó. Ở phương Bắc thì có núi Huỳnh Kim, trên núi toàn là vàng huỳnh kim. Thế nhưng quý vị chớ nên đến đó khai thác mỏ vàng. Núi đó không phải là nơi người ta có thể đào lấy vàng như núi vàng Cựu Kim Sơn hay Tân Kim Sơn được. Bởi núi vàng ấy là bất động, không ai có thể đến được. Và trên đó có vị quỷ vương chủ thú chuyên cai quản các loài heo, chuột và trâu bò. Như vậy quỷ vương chủ thú và quỷ vương chủ cầm cai quản các phương khác nhau, mỗi vị đều có khu vực gián giới hạn riêng và đều làm chủ tể các loài khác nhau. 21. Quỷ vương chủ mị, chúa quỷ cai quản loài yêu mị. Mị tức là lị mị vọng lượng. Chủ mị quỷ vương là vị chúa quỷ chuyên cai quản loài lị mị vọng lượng, thường tác oai tác quái ở chốn núi rừng. Trong phần đệ tam hội của chú Lăng Nghiêm có những câu: Ra xà bà dạ, chủ ra bà dạ, a kỷ ni bà dạ, ô đà ca bà dạ, tỳ sa bà dạ, xá tát đa ra bà dạ, bà ra chữ yết ra bà dạ, đồ sắc xoa bà dạ. Đó đều là tên của các vị quỷ vương coi sóc loài lị mị vọng lượng. 22. Quỷ vương chủ sản, chúa quỷ, chủ về sự sinh sản. Đây là vị quỷ vương chủ tể, trông coi việc sanh nở của con người. Nếu sản phụ là người hiền lành lương thiện, thì khi lâm bồn, quỷ vương chủ sản sẽ khiến cho việc sanh nở của người ấy được bình yên, thuận lợi. Còn nếu là người hung ác, thì sẽ bị quỷ vương gây khó dễ, làm cho đau đớn hoặc sanh không được. Trong sự vô hình, quỷ vương âm thầm gian dạy và khiến cho người sản phụ sanh tâm giác ngộ, biết hướng thiện và sửa đổi tánh nết. 23. Quỷ vương chủ mạng, chúa quỷ chủ về sanh mạng. Tất cả những sanh mạng có khí huyết đều do vị quỷ vương này trông coi. 24. Quỷ vương chủ tật, chúa quỷ chủ về tật bệnh. Bất cứ bệnh tật gì mà con người mắc phải đều do vị quỷ vương này cai quản. 25. Quỷ vương chủ hiểm, chúa quỷ chủ về sự nguy hiểm. Vị quỷ vương này làm chủ tể trông coi những việc nguy hiểm đáng sợ. 26. Quỷ vương tam mục, chúa loài quỷ ba mắt. Vị quỷ vương này có ba con mắt. Ba con mắt này nằm ở vị trí như thế nào? Con mắt này thì khác với con mắt trời thiên nhãn của ngũ nhã lục thông. Quỷ vương này có một con mắt nằm ngang ở giữa, còn hai con mắt kia thì nằm hai bên. Ba con mắt này hợp lại thành một hình tam giác. Quý vị đã từng trông thấy lần nào chưa? 27. Quỷ vương tứ mục, chúa loài quỷ bốn mắt. Vị quỷ vương này có bốn con mắt nằm ở bốn phía, làm thành một hình vuông. Nói chung, những con mắt này sắp xếp rất kỳ quái, khiến người ta nhắc trông thấy là khiếp sợ ngay, chứ không giống như ngũ nhãn của bậc Bồ Tát. 28. Quỷ vương ngũ mục, chúa quỷ năm mắt.
Lại có loài quỷ vương có đến 5 con mắt. 29 kỷ lại thất vương. Kỷ lại thất vương thì ở phương Nam và trông coi về lửa. 30 đạt kỷ lại thất vương. Đây là vị quỷ vương cai quản những ngọn lửa lớn đại hỏa. Kỷ lại thất vương thì ở phía Nam. Xa hơn nữa về phía Nam có một ngọn núi và đại kỷ lại thất vương làm quỷ vương ở núi đó. 31 kỷ lại xoa vương. 32 đại kỷ lợi xoa vương. 33 Anacha vương. Anacha vốn là con trai của tứ đại thiên vương. Anacha vương cũng là một vị hộ pháp, tuy ở trong loại quỷ song không thuộc về quỷ, cho nên gọi là Anacha vương. Ngoài ra còn có 34 đại Anacha vương. Những vị đại quỷ vương như thế, mỗi vị cùng với 100.000 tiểu quỷ vương. Lúc trước khi giảng về tiểu quỷ, tôi đã nói rằng có quỷ lớn và cũng có quỷ nhỏ, và chúa quỷ cũng có bà con quyến thuộc như quỷ mẹ, quỷ con, quỷ cháu, quỷ chắt. Những vị đại quỷ vương kể trên, mỗi vị đều có dẫn theo đông đảo tiểu quỷ vương, họ toàn cư ngụ ở cõi Diêm Phù Đề, ai nấy đều có chức trách, đều có phần chủ trị riêng. Tất cả có đến cả 100.000 vị, họ đều trú ngụ ở cõi Nam Diêm Phù Đề, và vị quỷ nào đều có phận sự và quyền làm chủ tể của vị quỷ đó. Mỗi người đều có quyền lực riêng của con người, thì quỷ cũng có quyền lực riêng của loài quỷ. Kinh văn: các vị quỷ vương đó cùng với thiên tử Diêm La, nương oai thần của Đức Phật và oai lực của Đại Bồ Tát Địa Tạng đồng lên đến cùng trời đao lại và đứng qua một bên. Bấy giờ thiên tử Diêm La quỳ gối chắp tay bạch cùng Đức Phật rằng: bạch Đức Thế Tôn, nay chúng con cùng các vị quỷ vương nhà nương oai thần lực của Đức Phật và oai lực của Đại Bồ Tát Địa Tạng mới được đến đại hội nơi cung trời đao lợi này, mà cũng là chúng con được thiện lợi vậy. Này, còn có chút việc nghi ngờ dám bạch hỏi Đức Thế Tôn, cúi xin Đức Thế Tôn tử bi tuyên thuyết. Lược giảng: các vị quỷ vương đó cùng với thiên tử Diêm La, nương oai thần của Đức Phật và oai lực của Đại Bồ Tát Địa Tạng, nhờ vào oai đức và sức thần thông của Phật cùng oai lực của Bồ Tát Địa Tạng, oai lực của vị Bồ Tát này cũng chính là sức thần thông diệu dụng mà tất cả những quỷ vương kể trên cùng với vua Diêm La có thể đồng đến cung trời đao lợi, lúc tức cõi trời 33 và đứng qua một bên. Bấy giờ Diêm La thiên tử quỳ gối chắp tay bạch cùng Đức Phật rằng: bạch Đức Thế Tôn, nay chúng con vua Diêm La và quyến thuộc cùng các vị quỷ vương nhờ nương oai thần của Đức Phật và oai lực của Đại Bồ Tát Địa Tạng mới được đến đại hội nơi cung trời đao lợi này, mà cũng là chúng con được thiện lợi vậy. Đây cũng là dịp để vua Diêm La và hết thảy quỷ vương đạt được phước lành và lợi ích lớn lao. Này, còn có chút việc nghi ngờ dám bạch hỏi Đức Thế Tôn, cúi xin Đức Thế Tôn tử bi tuyên thuyết. Diêm La thiên tử bạch tiếp: hiện nay con có một nghi vấn rất nhỏ, chẳng hay con có được phép hỏi Đức Thế Tôn chăng? Chẳng hay con có tư cách quyền lợi để thỉnh vấn Đức Thế Tôn chăng? Con chỉ trông mong Đức Thế Tôn mở lòng từ bi mà giảng nói, xua tan mọi thắc mắc trong lòng con. Kinh văn: Đức Phật bảo thiên tử Diêm La, cho phép ông hỏi, ta sẽ vì ông mà nói rõ. Bấy giờ thiên tử Diêm La chiêm lễ Đức Thế Tôn và ngoái nhìn Bồ Tát Địa Tạng, rồi bạch cùng Đức Phật rằng: bạch Đức Thế Tôn, con xem xét Bồ Tát Địa Tạng ở trong 6 đường dùng 100.000 phương trước để cứu độ những chúng sanh mắc phải tội khổ, chẳng tư mệt nhọc, vị Đại Bồ Tát này có những sự thần thông bất khả tư nghĩ như thế. Nhưng trừ chúng sanh vừa được thoát khỏi tội báo chẳng bao lâu lại phải đọa vào ác đạo nữa. Bạch Đức Thế Tôn, Bồ Tát Địa Tạng đã có thần lực bất khả tư nghĩ như thế, cỡ sao hàng chúng sanh chẳng chịu nương về thiện đạo để được giải thoát mãi mãi. Cúi xin Đức Thế Tôn dạy rõ việc đó cho chúng con. Lược giảng: Đức Phật bảo thiên tử Diêm La, cho phép ông hỏi, ta sẽ vì ông mà giảng rõ. Ông muốn hỏi gì thì cứ hỏi đi, ta nhất định sẽ giải đáp thỏa đáng. Bấy giờ thiên tử Diêm La chiêm lễ Đức Thế Tôn và ngoái nhìn Bồ Tát Địa Tạng. Vị Phật thì đang
ngồi trước mặt, cho nên thiên tử Diêm La chiêm ngưỡng Đức Phật xong rồi bèn ngoái đầu ngắm nhìn Bồ Tát Địa Tạng Vương. Đây là biểu thị lòng cung kính. Đối với Địa Tạng Vương Bồ Tát, vua Diêm La không chỉ cung kính Phật mà còn cung kính cả Bồ Tát Địa Tạng nữa. Vua Diêm La nhìn Bồ Tát Địa Tạng mà lòng cứ thắc mắc. Lòng từ bi của thần thông cùng thần thông diệu dụng của vị Đại Bồ Tát này thật là bất khả tư nghị. Nhưng sao Ngài không có cách nào bảo chúng sanh đừng gây tội ác nữa? Vua Diêm La nghĩ ngợi như thế, rồi bạch cùng Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, còn xem xét Bồ Tát Địa Tạng ở trong sáu đường trời, người, Atula, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, dùng trăm phương ngàn trước để cứu độ những chúng sanh mắc phải tội khổ, chẳng từ mệt nhọc, chẳng ngại khó khăn. Vị Đại Bồ Tát này có những sự thần thông bất khả tư nghị như thế. Nhưng trừ chúng sanh vừa được thoát khỏi tội báo, chẳng bao lâu lại phải đọa vào ác đạo nữa. Những chúng sanh có tội được Bồ Tát cứu vớt, được miễn tội báo, nhưng không bao lâu sau họ lại tạo tội và bị đọa địa ngục trở lại. Bạch Đức Thế Tôn, Bồ Tát Địa Tạng đã có thần lực bất khả tư nghị như thế, lớn lao như thế, cớ sao hàng chúng sanh chẳng chịu nương về thiện đạo để được giải thoát mãi mãi? Vì sao chúng sanh không chịu nghe lời Bồ Tát Địa Tạng dạy bảo? Vì sao họ không giữ giới, không theo đường ngay nẻo phải mà tu hành? Vì sao họ cứ muốn tạo nghiệp tội? Vì sao họ không được giải thoát, không được tự do mãi mãi mà cứ bị nghiệp chướng bủa vây trói buộc? Cúi xin Đức Thế Tôn dạy rõ việc đó cho chúng con. Còn trông mong Đức Thế Tôn vì chúng con mà giảng rõ việc này. Kinh văn: Đức Phật bảo thiên tử Diêm La, chúng sanh trong cõi Nam Diêm Phủ Đề tánh tình cao cường, khó điều khó phục. Đại Bồ Tát đây trong trăm ngàn kiếp đã từng cứu vớt những chúng sanh đó, làm cho họ sớm được giải thoát. Những người bị tội báo cho đến bị đọa vào đường đại ác, Bồ Tát dùng sức phương tiện nhổ sạch cội gốc nghiệp duyên, làm cho họ hiểu được các việc đời trước. Nhưng vì chúng sanh trong cõi Diêm Phủ Đề kết ác tập nặng, vừa ra khỏi lại trở vào, làm nhọc cho Bồ Tát phải trải qua nhiều số kiếp để độ thoát. Ví như có người quên mất nhà mình, đi lạc vào đường hiểm. Trong con đường hiểm đó có rất nhiều quỷ dạ xoa, cùng cọp sói, sư tử, rắn độc, bò cạp. Người mê muội đó ở trong đường hiểm chỉ chừng giây lát là sẽ gặp các thứ độc,